Chào các bác, rất vui được gặp lại các bác ở trên kênh Facebook cũng giống như là kênh YouTube của Loa Màng Gỗ. Hôm nay em lại tiếp tục giới thiệu cho các bác một con đài đến từ thương hiệu Soli, đấy chính là Soli D7000. Soli D7000 thì trước giờ em bán cũng đã rất là nhiều rồi nhưng mà chưa có làm review cho các bác. Hôm nay em làm cái review này để đánh giá cái chất âm cũng như là cái hình thức của em đó. Như hôm trước thì em đã bán những con đài như là D3000 thì em đã review cũng tương đối là nhiều. Thì cái con đài D7000 này thì nếu mà xét về cái ngoại hình của nó thì là nó chỉ khác cái em D3000 kia ở cái phần màu sắc. Màu sắc của D3000 thì nó màu ghi, nó hơi tối. Còn đâu D7000 này nó được sơn một cái màu vàng sâm banh rất là đẹp, hiện đại đó. Các bác có thể thấy. Rồi là về cái tính năng thì cái con D7000 này nó có thêm cái MD đấy. Ngoài chơi CD thì nó có cả MD, rồi là chơi đài FM thì con nào nó cũng có rồi. Một phần hay nữa là cái CD của em đài này cực kỳ hay, mà các bác có thể xuất ra các dàn âm thanh khác, có thể làm một cái như là một cái đầu đĩa CD đấy. Đấy là được các bác đi trước đánh giá rất là cao về cái phần CD của nó. MD của con này chơi hoạt động rất là hoàn hảo, rất là ok. Nói chung về cái máy này thì không thể chê được, tại vì về hình thức nó cũng rất là đẹp. Và cái chất âm của nó thì dòng Soli D7000 này thì nó được đánh giá rất là cao từ trước đến nay rồi. Nói chung là nó là dòng hết số của dòng D. Đấy. Có mấy con để kỷ niệm những cái năm thành lập của công ty Soli Electronics. Như các bác đang thấy thì em đang chơi CD. Đang chơi mấy cái bản của Tuấn Vũ. Con này thì nó có rất là nhiều cái cổng, như cổng vào, cổng ra của line in, line out. Rồi là MD, CD, radio. Con này chỉnh con này nó chỉnh được bass chép. À không, nó chỉ chỉnh được bass. Thế phần chỉnh bass thì nó nằm ở phía đằng sau nha các bác. Bây giờ em sẽ chuyển ra cho các bác xem cái chơi MD. MD thì nó làm phía bên này, như các bác thấy cái phím thì nó cũng rất là đơn giản. Bên này thì nó là volume này. Bên này là volume, bên này thì MD. Cái phần phía trên này thì nó là FM rồi nha các bác. Con này thì ngoại hình nó được trau chuốt hơn. Còn đâu chất âm thì nó mấy dòng D này thì nó cũng tương đối là giống nhau, cũng không chênh lệch nhau về cái chất âm nhiều lắm. Bây giờ em sẽ quay gần cho các bác thấy cái độ mới của em nói nha. Các bác có thể thấy cái thành vách của nó rất là đẹp. Đã bao phê máu anh tuôn cho còn lại đến mãi. Đẹp cực kỳ gió lên. Trà súng đàn này khi sạch nở sông núi rồi. Để nói với em đài này rất là đẹp. Trở về quê tìm tôi thành sát cánh. Những con đài này thì các bác có thể thấy là cái hộc băng của nó sẽ được nhấn cái nút nó open ở đây để nó đẩy ra, nên là cái mắt đọc của con này tương đối là tốt, ít khi bị bụi bặm nó vào. Và một cái lưu ý mà khi các bác mua những con đài này, đấy chính là cái phần đèn. Cái đèn này cực kỳ quan trọng, tại vì nói đúng ra khi những cái con D7000 này nó rất hay bị mất nét đường chữ này. Và nếu có những cái con nào mà về mà nó chạy còn cực kỳ ok về cái đèn thì đấy là nó rất là zin.
Thì trên này mấy dòng chữ của Music Breakfast. Nói chung chơi những cái dòng này thì ngoài cái việc mua để nghe thì cái tính chất về cái sưu tầm của nó rất là cao. Tại vì cái ngoại hình của nó đẹp, chất âm hay. Các bác có thể mang mua biếu tặng thành những cái món quà rất là độc đáo. Có nhiều người nhìn những con đài này hỏi em không biết nó là cái gì. Rất là vui, nhưng mà bọn em bán thì mấy cả các bác xem nhiều rồi có thể hiểu, nhưng mà có những bác thì chưa chơi bao giờ thì thấy nó cũng rất là lạ, độc đáo. Rồi ok, em cảm ơn tất cả các bác đã xem video của em nhé. Cảm ơn các bác ở Hải Phòng đã mua ủng hộ em những con đài như này. Tất cả anh em trên mọi vùng Tổ quốc đã ủng hộ cho Loa Màng Gỗ. Loa Màng Gỗ sắp tới sẽ làm tốt hơn và chọn những cái mẫu mã rất là đẹp để gửi đến các bác. Cảm ơn các bác nhé. Em chào các bác.